Hôm nay thì Dương cùng với các anh em đang đi chuẩn bị một số món quà Tết dành cho các khách hàng của Nhà Đẹp Đăng Dương. Và đây hai anh em vừa mới đi vào trong siêu thị và bây giờ thì đang chuẩn bị đi đến nhà khách hàng. Đó, những cái món quà Tết rất là ý nghĩa. Đó. Và cái điều đặc biệt ở những cái món quà này ấy, nó không phải là cái giá trị mà ở cái màu trắng trắng này, nó là cái điều đặc biệt nhất của món quà. Thì trong suốt một năm qua ấy, thì có rất là nhiều anh chị khách hàng đã tin dùng sử dụng dịch vụ của Đăng Dương và các đồng nghiệp của Đăng Dương khi mà đầu tư các sản phẩm bất động sản. Thế thì mỗi một dịp cuối năm như thế này hoặc bất cứ một dịp lễ Tết đó, thì lại là một cái cơ hội để mà Dương có thể đi tặng mọi người những món quà, thậm chí là quà ấy, nó phải phù hợp với từng người. Đây này, thậm chí đây cũng là một món quà Tết nhá, đây cũng là quà Tết đó, nó không nhất thiết nó phải là quá là nhiều về tài chính đâu, mà Dương nghĩ là nó phải phù hợp với mọi người. Đó, rồi xong thì có rất là nhiều cái món quà khác nhau, thì hôm nay thì Dương quay cho mọi người xem một vài cái món quà như này. Rồi, xong rồi, bây giờ thì lên đường thôi. Người làm nghề bất động sản thì sẽ tặng nhau những món quà gì nhân dịp lễ Tết như thế này? Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Và trong video ngày hôm nay thì Dương sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về một số những món quà mà Dương nhận được và cũng như là một số món quà Dương đang tặng lại những người đối tác, những người khách hàng của Dương. Và trong thời gian gần những ngày lễ nghỉ Tết như này ấy, mọi người thường hay nói câu chuyện là mọi người cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bối rối khi mà phải nghĩ ra những cái món quà để mà tặng nhau. Thế thì câu chuyện nếu như chúng ta coi rằng đây là một cái nghĩa vụ, đây là một cái việc mà cần phải hoàn thành thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thực sự đối với việc là những cái ngày lễ Tết như này, hoặc thậm chí là không phải là ngày lễ Tết gì, việc mà được tặng quà cho một người nào đó, có thể là khách hàng, có thể là đối tác, thì đấy là một cái điều mà Dương vô cùng cảm thấy hạnh phúc khi mà được tặng quà. Những cái mấu chốt của cái món quà là gì? Là chúng ta phải biết rằng cái món quà đó nó có phù hợp với người nhận hay không. Đó. Và vậy thì trong cái ngành môi giới bất động sản, trong cái nghề môi giới bất động sản, thì ngày lễ, ngày Tết thì họ hay tặng nhau những cái món quà gì? Dương thấy một số người đồng nghiệp của Dương thì họ không phải là họ tặng những cái gì đấy nó quá ghê gớm đâu. Bởi vì là rất là nhiều anh chị nhà đầu tư khi mà làm trong, tức là khi đi mà đầu tư bất động sản đấy, thì về cái chuyện mà tài chính đối với họ thì nó cũng ở một mức nào đó, nó cũng ở cái phần dư giả, cuộc sống nó cũng dư giả rồi. Đó, nên là nếu như mà nói về vật chất thì có lẽ nó sẽ chưa hẳn là cái, tức là cái giá trị của vật chất, cái giá trị tính theo tiền của cái món quà ấy, chưa hẳn nó là một cái điều mà đánh giá được cái việc cái món quà đấy nó có mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho người nhận hay không. Ví dụ như ở đây mọi người thấy đây là một món quà mà Dương vừa mới nhận được của một người đồng nghiệp của Dương, đó là hai chai nước mắm Phú Quốc Phụng Hưng, nó mua trực tiếp từ Phú Quốc, phải đặt và ship từ Phú Quốc ra đây. Đó, hai nước mắm Phú Quốc. Dương thì cũng không biết là nước mắm Phụng Hưng ở Phú Quốc này nó ngon hay không, nhưng mà chắc Dương tin rằng nó sẽ ngon. Bởi vì là ngon tại sao? Bởi vì là cái công mà bạn đồng nghiệp của Dương ấy, bạn ấy phải đặt mua từ đó chuyển ra đây, thì Dương đã biết được rằng là cái công sức nó làm trong đây nó như thế nào. Hoặc là đây cũng là một món quà mà Dương mới nhận được từ chính xác là một người sếp của Dương. Đấy, đây. Quà công ty thì đương nhiên là có, công ty nào thì cũng có quà Tết. Nhưng mà những cái món quà như này ấy, thì nó mang một cái ý nghĩa, một cái niềm vui nó khác. Bởi vì nó thể hiện cái sự tình cảm và cái sự thấu hiểu lẫn nhau. Tại sao lại tặng mực, đúng không? Vì là gì ạ? Chắc là sếp biết là Dương là rất là thích ăn cái món mực này. Mực này là mực ở Vân Đồn đây. Mực rất là to, đấy, nhìn là biết ngon rồi. Mắm cũng thế, Dương cũng rất thích ăn mắm. Và đây thì cũng có một món quà nữa. Đấy, món quà này thì cũng của một người bạn ở xa, ở Hà Nội gửi về cho Dương. Và người bạn ấy thì cũng đã từng xuất hiện trên kênh Nhà Đẹp Đăng Dương ấy, Mr. Hoàng Anh Bất Động Sản. Và Dương cũng đang rất là tò mò, không biết rằng người bạn này thì
tặng món quà gì cho Dương mà bọc rất là kỹ như này. Thì ngày Tết ấy, nó có cái niềm vui là mình được đi chọn những cái món quà ý nghĩa để mà mình tặng cho khách hàng, tặng cho người thân, tặng cho đồng nghiệp đó. Và ngược lại thì cũng có một cái niềm vui đấy là mình được bóc những cái món quà như thế này đó. Nhiều người thì cứ bảo là làm bất động sản thì quà nó phải là gì, nó ghê gớm lắm. Ví dụ như là túi này túi nọ, đồng hồ này đồng hồ kia, giá trị nhiều tiền. Nhưng thực ra nó không hẳn là như vậy đâu. Khi mà chúng ta thực sự thấu hiểu được cái người đối phương, cái đối tượng, người khách hàng, người đồng nghiệp của chúng ta cần cái điều gì ấy, thì chúng ta tặng cái món quà ấy nó mới ý nghĩa được. Ví dụ như là hôm nay thì một người em của Dương ấy có nói là gì, thì bạn ấy có một người khách, người ta rất là giàu có, người ta toàn mua bất động sản nó giá trị hàng 50 tỷ, 100 tỷ thôi đó. Bây giờ người ta dùng hàng hiệu từ đầu đến chân đó, mà bây giờ cũng tặng người ta cái đồ hàng hiệu thế. Thứ nhất là gì ạ, trong cái khả năng tài chính của bạn ấy thì là nó sẽ khó khăn. Thứ hai nữa là gì ạ, chưa chắc là cái món quà của mình đã phù hợp với cái mong muốn của người ta đó. Đâm ra là gì ạ, đâm ra là với những người vậy thì chúng ta những tặng những cái đồ như là rau củ quả quê, quà quê, con gà, con cá gì đó, nó lại là hay đó. Đây, Dương thử bóc ra như này. Đây là Dương đi nhận quà đấy, và cũng sẽ có cái phần mà Dương đi mua quà cho người khác, cái cảm giác mà được chọn quà, được viết những cái tấm thiệp đó, rất là vui, rất là hạnh phúc. Và sau khi mà quà mình gửi rồi thì mình lại được nhận lại những cái lời cảm ơn. Ví dụ như là cảm ơn em, cảm ơn cháu đã tặng quà cho cô rất là thích món này, ăn rất là ngon, rất là hợp với cô chẳng hạn đó, rất là vui. Ồ, món quà này bọc khá là kỹ nha. Đó, ai xa, một cái giỏ khá là đẹp. Đây. Ai xa. À, đây. Bọc rất là kỹ, rất cẩn thận. Rồi. Ai xa. Ở đây nó cũng chưa phải là tất cả những món quà mà Dương nhận được, cũng như là những món quà mà Dương dành tặng cho những người thân yêu, những người bạn bè, đồng nghiệp, những người đối tác đó. Bởi vì hôm nay thì vẫn còn khá là sớm, nó chưa phải là quá là gần Tết đó. Tuy nhiên thì thôi, cứ đến đâu thì mình cứ chia sẻ đến đấy đó. Đấy, một món quà rất là đẹp. Đây đó, đây đẹp không, đúng một giỏ quà trông rất là lịch sự như này. Ở đây thì có một xem nào, cái này rồi Dương sẽ bóc. À đây. Bóc cái này ra. Đó. Wow. Wow 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 wow. À tuyệt vời không ạ? Biết ngay mà, đấy, kiểu gì cũng phải có một tấm thiệp như này đấy. Cùng nghề với nhau nên thì hiểu lắm. Kiểu gì cũng có một cái tấm thiệp như này. Mr. Hoàng Anh thân tặng bạn Đăng Dương, chúc bạn và gia đình một năm mới thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công. Ok, tuyệt vời. Xin cảm ơn Hoàng Anh nhá. Thực sự là đấy, những cái món thiệp mà những cái lời gọi như là những cái lời nhắn, lời chúc cái này ấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà thực sự là nó là một cái gì đấy nó rất là happy. Thực ra là do là bây giờ Dương đang làm video thôi, chứ thực tế nếu như mà không phải là Dương đang nói chuyện với anh chị và bạn mà Dương ngồi một mình và Dương bóc cái món quà ra, Dương đọc cái tấm thiệp này ấy, thì cái cảm xúc nó sẽ có phần nào đấy nó thực sự là nó chân thực hơn rất là nhiều. Bởi vì là Dương cũng, đây không phải là lần đầu tiên Dương nhận được những cái tấm thiệp như này, và Dương cũng tin chắc rằng những khách hàng của Nhà Đẹp Đăng Dương cũng không phải lần đầu tiên mà nhận được, tức là chắc là những khách hàng của Nhà Đẹp Đăng Dương là cũng có nhiều lần đã nhận được những cái tấm thiệp của Đăng Dương viết kiểu như thế này gửi cho anh chị rồi, đúng không? Đó. Và hy vọng rằng là trong những cái
dịp tới sẽ được gửi thêm những cái tấm thiệp xinh xinh như thế này cho anh chị các bạn khán giả của kênh Nhìn Đẹp Đăng Dương. Ở đây thì có một cái túi này, mình bóc cái này ra. Đó. Bóc cái này ra, đó. Có một cành hoa rất là đẹp. Đó. Đây là một món quà thực sự rất là, phải nói là rất là cầu kỳ đấy. Đây là có một tập phong bì, tập lì xì này. Đó, lì xì. Đó. Và đây thì có những cái chai, ví dụ như chai này là chai mơ tình, say bất thình lình. Rất hay. Hay. Đây là hạt điều sấy giòn. Đó. Trông nó đẹp quá, không lỡ bóc ra đâu. Đây là hạt tự nhiên này, hạt ngũ cốc các loại tự nhiên. Đây là mật ong rừng. Đây là vô ưu mộc trà. Uống vào có thể quên hết mọi thứ, nhưng mà chắc chắn là sẽ không quên được anh chị đâu. Vẫn phải nhớ ra video đều đặn. Đó, đây hạt điều. Đây là rượu mơ. Đó, rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và thực sự là từ đáy lòng của mình, Dương hy vọng rằng trong thời gian tới Dương sẽ có cơ hội được tặng quà thật là nhiều anh chị, khách hàng cũng như là bạn bè đối tác. Bởi vì cái cảm giác đây, Dương mong muốn rằng mọi người sẽ có cái cảm giác có cái gì đó nó tĩnh lặng lại và có cảm giác nó trầm trồ khi mà bóc những món quà như thế này ra. Đó, hoặc thậm chí nó chỉ là 1-2 giây cảm xúc thôi, nhưng mà Dương cũng mong rằng rất là nhiều những anh chị khán giả đang là những khán giả của Nhìn Đẹp Đăng Dương trong một cái thời gian gần nhất, có thể là trong năm 2022, sẽ trở thành những cái người khách hàng thực sự, những người đối tác thực sự của Dương. Và chúng ta có thể cho nhau, tặng nhau những cái món quà như thế này, Dương tặng mọi người. Và nếu như biết đâu có duyên thì lại nhận được những cái món quà của mọi người gửi lại cho Dương này, thì đó là một điều rất là tuyệt vời.